Thưa quý vị, trước tình hình phức tạp của bệnh bạch hầu, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa ký công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Cụ thể, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly điều trị đúng, kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn, nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh, nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly điều trị, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân. Các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ nghĩ tới bạch hầu cần hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch cầu và lựa chọn kháng sinh theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị bạch bạch hầu. Đồng thời, các đơn vị triển khai thực hiện ngay việc lấy mẫu làm xét nghiệm nhuộm soi tìm vi khuẩn sớm để định hướng điều trị. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị bệnh. Như VTC14 đã đưa tin, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định có thêm một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Đây là một trong 16 trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 18 tuổi ở Bắc Giang dương tính với bạch hầu trước đó. Đáng nói là trường hợp này là một trong 8 F1 có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên vào ngày 9 tháng 7. Trước tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và đã ghi nhận những ca tử vong, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, trong đó việc tiêm vaccine phòng bạch hầu có vai trò rất quan trọng. Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, việc giám sát để phát hiện các ca bệnh, các ổ dịch là rất quan trọng. Trong đó cần phải xét nghiệm những người liên quan đến ca bệnh đó, bởi có những người có triệu chứng nhưng có những người không có triệu chứng. Đây được gọi là những người lành mang bệnh. Nếu không cách ly và cho uống kháng sinh dự phòng thì nguy cơ lây lan và bùng dịch là rất cao. Cứ tiếp xúc thì đều có khả năng lây bệnh, và tôi vẫn lưu ý rằng là cũng có những người lành mang trùng là cái nguồn lây, mà khi lây thì chúng ta không biết được là mình lây ở đâu. Có những bệnh nhân có triệu chứng thực sự, có những triệu chứng người mà lại không có triệu chứng mà ta gọi là cái người lành mang trùng ấy, và vẫn là cái nguồn bệnh lây lan cho người khác. Thì khi mà chúng ta phát hiện được ổ dịch thì chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp dập dịch, càng dập dịch sớm thì càng tốt. Ví dụ như là cho những cái người bệnh, những người tiếp xúc, những người xét nghiệm dương tính là đó là phải cách ly, những người phải cách ly. Hai là phải cho uống thuốc kháng sinh phòng, như tôi nói ở trên, bởi vì kháng sinh azithromycin vẫn còn tác dụng diệt cái con vi khuẩn này. Thế rồi thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh, ví dụ như là vấn đề rửa tay với xà phòng, ví dụ như là phòng bệnh cá nhân, bởi vì các bạn biết rằng bạch hầu là lây qua đường hô hấp. Nó có thể lây qua trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, cũng có thể lây qua cái việc mà các cái gián tiếp như qua các cái vật dụng mà chúng người bệnh ho hát hơi, các cái virus các cái vi khuẩn bắn vào cái vật dụng đó, là chúng ta sờ vào chúng ta lại đưa lên miệng chẳng hạn. Thế rồi chúng ta thực hiện cái việc mà tiêm vaccine dự phòng, tiêm cho những cái người mà tiêm vét cho những cái đối tượng mà thiếu mũi, tiêm cho chiến dịch, có thể tổ chức tiêm dịch trên chiến dịch. Bệnh bạch hầu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc người mang vi khuẩn nhưng không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh có tỷ lệ tử vong khoảng từ 5 đến 10%, thậm chí lên đến 20% ở trẻ dưới 5 tuổi và người lớn trên 40 tuổi. Trong đó nhóm người có biến chứng thận và tim mạch, người có sức khỏe yếu bị suy giảm miễn dịch khi bị bệnh bạch hầu có nguy cơ tử vong cao hơn. Do đó, để phòng bệnh hiệu quả nhất, người dân cần tiêm đầy đủ, đúng lịch vaccine phòng bệnh bạch hầu. Cần phải tiêm cho đối tượng nào trong cái khi dịch này? Cái thứ nhất là tôi cho rằng tất cả những trẻ em đẻ ra mà chưa được tiêm vaccine bạch hầu thì cần phải tiêm theo cái lịch khuyến cáo của Bộ Y tế. Và đồng thời phải tiêm nhắc lại theo cái khuyến cáo này, theo cái độ tuổi như tôi vừa nói. Người lớn chúng ta đã tiêm thì chúng ta nên tiêm 10 năm, chúng ta lại tiêm nhắc lại một lần đối với vaccine bạch hầu. Thế và ngoài ra thì trong cái vùng dịch có nguy cơ thì có thể Bộ Y tế cho triển khai tiêm chủng chống dịch, nghĩa là tiêm vaccine T lớn D nhỏ cho toàn bộ cái đối tuổi mà từ 7 tuổi trở lên.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 trong 2 năm đầu đời, vào lúc 2, 3, 4 và 18 tháng, cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm nhắc lại mũi vaccine có thành phần bạch hầu. Không chỉ với trẻ em, người lớn cần tiêm nhắc vaccine có thành phần bạch hầu mỗi 10 năm một lần. Đặc biệt các đối tượng phụ nữ mang thai, người từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mãn tính ở phổi, tim mạch, thận là các đối tượng có nguy cơ tử vong cao hơn khi mắc bệnh bạch hầu, cần ra soát lịch tiêm để bổ sung kịp thời. Với thai phụ, vaccine được tiêm trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ, ngoài bảo vệ mẹ còn giúp truyền kháng thể bảo vệ bé trong những tháng đầu đời trước khi đến tuổi tiêm chủng. Thông tin từ đồn biên phòng Hải Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy hơn 3,1 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc được phát hiện tại khu vực biên giới thành phố Móng Cái. Trước đó, tại đường Trần Quang Khải, khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phối hợp với đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện xe ô tô biển số 14D01422 có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Tùng Lâm, 29 tuổi, trú tại khu phố Lê Chân, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đang vận chuyển trên xe 70 bao tải dứa. Bên trong có các thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng hơn 3,1 tấn. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Lâm không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số nầm lợn đông lạnh nói trên và khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không quen biết. Liên quan đến sự việc những ngày gần đây, nước sông Nậm Huống chảy qua địa bàn các xã Châu Thành, Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt dọc theo hai bờ. Thực trạng này khiến hàng ngàn hộ dân sinh sống dọc theo con sông này rất lo lắng, nhất là hàng ngàn hộ dân sử dụng nước sạch lấy từ nguồn nước của sông Nậm Huống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Thời gian qua, ông Hà Đăng Ninh và những người dân sinh sống dọc hai bên sông Nậm Huống ở xã Châu Thành và Châu Cường, huyện Quỳ Hợp rất lo lắng và bất an khi nước sông Nậm Huống bất ngờ xuất hiện đục ngầu, sau đó chuyển màu vàng đục, kèm theo hiện tượng cá chết hàng loạt. Đây là những con sông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân nơi đây. Mong muốn làm rõ xem cái nội dung, cái lý do cá chết. Đục thì chắc chắn đi, họ xả thì đục thôi, nhưng mà cái cá chết này nó ảnh hưởng cái nguồn nước như thế nào, nó ảnh hưởng đến sức khỏe bà con nhân dân hay không? Xả với các cơ quan chức năng đã có cái kiểm tra xác minh và lập biên bản. Tuy nhiên vì cái nguồn gốc, để xác định cái nguồn gốc để gây ra cái sự việc là cá chết thì cũng chưa xác định đó là nguyên nhân. Được biết, sông Nậm Huống bắt nguồn từ suối Mai và suối Bắc thuộc xã Châu Thành, chảy qua các xã Châu Cường, Châu Quang, thị trấn Quỳ Hợp. Theo người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây dù trời không mưa nhưng nước sông bỗng nhiên bị vàng đục bất thường. Trước khi có kết quả quan trắc, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp cũng khuyến cáo với người dân tuyệt đối không lấy cá dưới suối ăn, không được sử dụng nguồn nước vào sinh hoạt, sản xuất. Đồng thời yêu cầu trạm cấp nước tiến hành quan trắc lại nguồn nước đầu vào nguồn để đảm bảo các chỉ số an toàn. Đó và để kiểm tra đến tầng cuối cùng là cái nguồn nước đỏ đá trên vùng mỏ thiệt của công ty Hà đó. Kiểm tra này hiện tại thì nước đó là không ra nữa vì họ không hoạt động. Theo thông tin họ không hoạt động thì hiện nay bây giờ thì cơ quan công an cũng đang làm. Thì họ sẽ điều tra và hôm nay họ quan trắc. Họ thấy cái đơn vị quan trắc lên để quan trắc cái mẫu nước đó. Thì anh em cũng chờ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn đi kiểm tra tại sông Nậm Huống từ xã Châu Cường lên đầu nguồn nước chảy. Qua đó, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là điểm cuối đầu nguồn là từ khu vực mỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hàn Thiếc, Hà An. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đang lấy mẫu nước tại các khu vực sông Nậm Huống để làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 21 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến đường dây cá độ bóng đá Euro 2024 liên tỉnh, có giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm người trên địa bàn đã móc nối với người ngoài tỉnh để tổ chức cá độ Euro 2024. Sáng ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ chia làm 20 tổ công tác
phối hợp với công an các địa phương liên quan, khám xét 20 địa điểm tại Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Định. Qua đấu tranh, công an xác định Nguyễn Phi Hùng 33 tuổi và Phạm Hoàng Phúc 34 tuổi cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk là những người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá Euro 2024 nói trên. Qua các tài liệu thu thập được, công an xác định từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, đường dây cá độ của Hùng và Phúc đã cá cược với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.